lớn lớn. À, chú cho con hỏi ha, vì sao chú có lại cái suy nghĩ là hiến thi hài sau khi mình mất á? Hiến xác á, hiến nội tạng á. Hiểu chưa hả? Dạ đúng rồi, vì sao mình có suy nghĩ đó à? Cái đó là nay cũng phải là Năm 2019 đó. nay cũng 5 6 năm gì đó Dạ. chứ không phải mới đây đâu. Dạ, mà vì sao mình lại có suy nghĩ đó à? Tại vì là tôi thấy Dạ, em xin chào quý cô chú anh chị, quý cộng đồng mạng ha. Hiện hôm nay thì em đang có mặt tại quận 8, đường Phạm Thế Hiển, số 285 xẹt 38, nằm trong một cái khu gọi là nhà trọ cả nhà. Hôm nay thì được cái sự gieu duyên của chú Hùng đây, biết được một cái hoàn cảnh khó khăn nên tụi em cũng đến đây để ghi hình chia sẻ đến quý cộng đồng mạng, nhờ cộng đồng mạng dang rộng vòng tay để giúp đỡ một cái hoàn cảnh. Chú đây tên gì con? Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Văn Hiếu. sinh 1952. Dạ, thì chú Hùng ơi, cho con hỏi coi, chú biết cái hoàn cảnh của chú Hiếu đây á là từ khi nào chú? Và chào. Thì với sự chia sẻ thì của cháu thấy biết được cái hoàn cảnh của chú Hiếu thì khoảng 10 ngày nay, Chị thì đứng thế là khoảng 10 ngày nay thì cũng đến cũng thông tin cái hoàn cảnh của chú Hiếu và cô Tư rất là khó khăn. Hai chị em ruột, hai chị em ruột hả? hai chị em ruột Dạ. cô Tư nay cũng 77 tuổi rồi mà lo cho người em 72, Dạ. Rất là đau thương. Hoàn cảnh thì quá khó khăn, còn nhà trọ thì thuê 2,5 triệu một tháng nữa, Dạ. lớn tuổi rồi cũng không biết làm gì ra tiền Dạ. đó. Cho nên bây giờ chú Hiếu đây là chuẩn bị thứ ba này đi nhập viện mổ. Nếu mà ổn, tình trạng mà ổn rồi thì chân chân để mà thấy cái tình trạng cái chân này không ổn nổi rồi có thể cắt bỏ cái chân đó. Những cái sự cầu cứu của gia đình cô Tư là hôm nay thì cũng nhờ tất cả anh em các như kênh tài 66 ba miền với em đến đây để ghi hình, và mong rằng cái sự chung tay góp sức của các cô chú anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước và trên cộng đồng mạng chung tay hỗ trợ giúp đỡ cho hoàn cảnh cô chú ấy có được một số tiền để nhập viện và điều trị bước tiếp theo. Đây là vậy. Bị tai nạn ấy, lượm ve chai Dạ. đó, là bị tai nạn. Bị tai nạn đi lượm da chai hả? Dạ. Cô là đây là chị ruột của chú. Chị ruột tôi thứ tư, nó thứ sáu á. Ừ, Dạ. cô chú có gia đình gì không? Chú không có gia đình, tứ nhà không có gia đình. Cô còn cô. Tôi thì có gia đình. Vậy hả? Ừ. Ở quê gốc của mình ở đâu cô? Quê gốc thuốc của mình Chánh lận nhưng Mình mà chẳng. bỏ xứ đi, mỗi Dạ. người nói đi nã tôi đi một nơi cho nên không có biết nữa. Thì lúc đó bị tai nạn nè, Dạ. bị tai nạn ở lúc 13 tây tháng 11 năm 2023, 23 là năm ngoái. năm ngoái Dạ. á, tháng 11 năm ngoái, Mà 13 tây. bị gãy xương hay như thế nào mà nó kẹt như vậy cô? Bây giờ nghe nói là hôm trước thì không biết làm sao mà vô bác sĩ kẹt vậy không biết nữa. Dạ. Thì không biết, trong đó không biết có, lúc đầu á thì tôi nói thì nếu mà có nặng quá thì cưa cái chân đi, Dạ. thì bác sĩ nói là cái chân để tôi dạy tức là cứu được tới đâu hay tới đó Dạ. chứ cưa không biết sao. Mà cái này lâu lâu nó xì ra rồi xì xì hoài à, nó mới Dạ. lành ra 2 3 ngày nay. Mấy ngày nay nếu mà chú có thấy là mũi xì lên á, ở Dạ. đây có miệng bự vậy nè, xì ở dưới trên. Hôm trước là chú nhìn cái chân thấy ghê lắm, Dạ. rồi cái lắp cái da này nè, lột cái da này nè đắp xuống dưới cho mai lại. Bây giờ bởi lớp da chỗ này nó mỏng lắm, dán mãi bỏ chân ra. Chú trong cái những lúc mà bị cái chân như vậy á Dạ. thì vệ sinh cá nhân thì chú cô do cô Không, làm hết sao? tôi làm hết. Làm hết luôn. Còn còn cái này thì nhờ y tế lại làm giùm, Dạ. chứ tôi không biết làm. Tại vì cái vết thương không thấy đường, đứng đi đường làm không Dạ. được, Dạ. với mình không có đủ dụng cụ để rửa này kia cái nọ. Mỗi lần làm như vậy y tế tới hỗ trợ mình làm thì tốn bao nhiêu tiền cô? Thì cái cô không cổ làm thì tính 50. Dạ. Cô nói Thay băng rồi đó ha. dạ thay băng rồi lấy tiền tiền băng thôi Dạ. chứ cổ không có tính tiền. Cổ thấy vậy cổ không muốn nhận nữa. Tôi nói thôi cô nhận để mua băng này kia nọ, cô xuống đi mỗi ngày không phải là lâu Dạ. lâu một lần Dạ. đó. Khoảng là trưa trưa khoảng 11 12 giờ cổ là cô làm giùm. Khi mà bị tai nạn gì đó thì phía bên gây tai nạn rồi có hỗ trợ mình được cái gì không? Có hỗ trợ được chút xíu nhưng mà không có bảo hiểm mấy chú, Dạ. mình thử ra nó không đủ. Dạ, À, đi không có hai đủ người phí về ha. chú đi 115 Dạ. hỏi nó là biết ngay.
giờ quận gì quận 8 nữa, rành lắm, rồi anh hai vợ tình để làm. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ thì gần đây nhất thì mình có đi tái khám gì không? Hay là từ đó tới giờ mình nằm ở nhà thôi? Nằm ở nhà, rồi cái là khi bác sĩ hẹn làm thì mới đi. Phải đi. Rồi, cũng như là hôm 26 Tết tới nay thì vài ngày nữa là tới đúng 2 tháng là trở lại. Dạ. Hôm trước là 1 tháng trở lại, 1 tháng trở lại. Bây giờ ông hẹn tới 2 tháng. Dạ. Tại vì cái vết này nó lành rồi. Hôm trước nó chỗ này nè, mai nữa nó lành rồi đó. Dạ. Mai hai dấu lực với mai chỗ này luôn. Cái da này lột lắp dưới. Dạ. Lắp xong nó xì lên. Dạ. Lắp xong nó xì lên mà không biết cái vụ gì mình không hiểu nữa. Bây giờ tính không biết nhiễm trùng mà gì không biết. Ở đây cũng tôi cũng giữ kỹ lắm, vệ sinh chổng kỹ này kia nọ lắm, thay đồ thay đạc đồ mà không biết làm sao hết nữa. Mà bác khi mà mình đi bác sĩ á, thì bác sĩ có nói là cái chân của mình sẽ giữ được hay là sao không cô? Bây giờ bác sĩ cũng chưa trả lời. Chưa trả lời. Chưa trả lời. Giờ thứ ba này nè, vô nhập viện nè, có trả lời nè. Dạ. Đó. Chứ rồi nói là cái xương trong đây cũng bị bể hết rồi. Dạ. Bây giờ thì tụi con đến đây để ghi hình chia sẻ cái hoàn cảnh của mình. Dạ. Thì cái mong muốn của cô á là muốn điều gì ở cộng đồng mạng để cho cộng đồng mạng giúp đỡ mình, cho chú chữa lành cái chân, hay là muốn cho có cho ví dụ như mà con xin lỗi nha, ví dụ trường hợp mà chân mà nó bị hoại tử hay cái gì đó mà phải cưa thì con muốn giúp gì, muốn cộng đồng mạng giúp cái gì á, và số tiền cô ước tính là khoảng bao nhiêu, cô có tiên đoán được không ạ? Cái này chắc tiên đoán không được quá. Dạ. Cộng đồng mạng giúp tới đâu hay tới đó chứ. Dạ. Giờ mà bây giờ tôi không biết làm sao nữa. Giờ tại vì cái chân nó cứ xì tới hôm nổi nó lành như vậy nè. Yeah. Rồi giờ tự nhiên nó xì một bự bằng ngón chân cái luôn á. Rồi có dán xong cái rắc đầu nữa nó xì nữa. Mà mấy ngày nay thì lại khô. Mà chỗ đây còn ướt nè. Dạ. Yeah. Mấy chú coi không thì dở cho coi. Dạ cô mở đi, con đứng đây con quay được. Cô cứ mở cho khán giả coi. Dở chân lên. Dở này ra cho chú coi. À chú đau hả? Đau lắm. Đau vậy thôi khỏi đi cô. Khỏi đi. Dạ, ở đây giờ mấy cái này là xì mũ á, này dám lại là còn xì mũ á. Chú phải nhờ cái cọng dây để gật cái bởi nhiều lên. Giờ tôi đỡ rồi ta, chân tôi không chịu không nổi. Dạ. Rồi. Lên tới thì vừa chút tí. Dạ. Kéo lại không, có kéo chú lại lặng á. Lết lại. Bây giờ tôi đỡ nó hết nổi rồi. Dạ, tay bị chặt. Tay ha. À. Dạ. Trời ơi, trước hả, giờ chân tay tôi chú bị... chú rất là đau nhưng mà cũng phải cố gắng ngồi dậy để cho cô chú cộng đồng mạng thấy. Bởi, gắn cọng dây nè, ai dạ, tới không dây. Biết hỏi thì sao à, cột dây cho ổng vậy, nó không phải để cho ổng bị phụ để tôi đỡ lên. Chứ mình tôi đỡ không nổi. Bên trong mà được rồi, chú cứ nằm bình thường đi, trong nằm cho tôi thấy thoải mái đi chú. Cứ nằm thoải mái đi. Chú bị lãng tai hả? Nè, hỏi trả lời kìa. Chú hỏi kìa. Chú không nghe. Dạ. Rồi từ xưa tới giờ cái công việc của cô với chú là lụm dây chai luôn hay sao cô? Không, tôi thì đi giúp việc nhà, giúp như nhà. Là ai nhờ gì làm đấy. Dạ. Việc khác, còn nó lụm dây chai. Lụm dây chai. Tự nghĩa là tự sống với nhau. Dạ. Chứ không ai mà sống chung hết. Đó. Có nghĩa là chú có nhà riêng. Không có nhà con, riêng, có cũng che con chòi ở. Che cái gì? Che cái chòi nhỏ nhỏ để ở á. Che ở đâu? Che ở đâu, ở dưới tuốt gì tôi không biết. Ngoài đất trống mà hả? Dạ, đó à. Người ta bỏ đó. Người ta dạ, bỏ đó, ta bỏ trống đó. Cạn bên nghé hả? À. Có nghĩa là không có ở trọ mà là che túp liều. Đó, nhưng mà tôi ở trọ. Dạ. Đó, giờ. Cái đó là đất người ta giải tỏa rồi. Dạ. Nhưng mà người ta chưa có xài, chưa sử dụng cho nên tôi mới là người ta cho tôi là toan cho cây rồi về lập cái chòi ở tạm. Dạ. Đó. Thì cũng lợp cái chợ ở tạm khoảng chừng 2-3 tháng cái ở trên quận nó xuống nó dở. Dạ. Nó dở xong rồi chiều có bắt đầu đi mình lợp lại mình ở kia. Dạ. Không có nói năng gì hết mà ở như vậy là 20 mấy năm giờ. Vậy hả? Dạ. Cái đó là đất giải tỏa mà chưa chạy được. Ở như vậy mà đi lụm da chai sống qua ngày. À. Dạ. Rồi bây giờ khi mà ngày á đi gom ve chai này kia nọ đi vòng nó tối về đó rồi có cái chòi ngủ thôi chứ đâu có nhà cửa gì. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ khi bị bệnh thì về đây cô chăm sóc. Giờ mới mướn phòng đây nè chăm yeah. sóc. Dạ. Yeah. Cái phòng này mới mướn luôn hả cô? Cũng là của cô mướn hả? Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Mướn để cho có ổng ở nè, còn yeah. tôi nha ở tạm vậy đó. Dạ. Yeah. Giờ phải lo cho ổng chứ đâu ở tạm với ai được đâu. Yeah.
đây chị gái là một, cũng là một cái cầu nối nè cô chú anh chị. Chị cầm luôn, chị cầm ở cầm. Chị cũng là một cái cầu nối. Ở đây nè, gần nghe xung quanh ở tầm sớm này nói là có một bác Hiếu là có hoàn cảnh khó khăn lắm. Dạ. Mà không có tiền để đi bệnh viện. Dạ. Chứ bị vậy nó phải tự thấy thôi. Dạ. Nên là cũng không biết sao nhớ tới chú Hùng là đăng trên mạng thiện nguyện đó, thì làm từ thiện như là cũng gọi qua chú cầu cứu chú. Dạ. Nói chú ơi, bây giờ có cái một cái hoàn cảnh như vậy đó. Chú thương tình chú giúp giùm cho bác Hiếu, giờ bác Hiếu tội lắm. Giờ không có tiền để đi bệnh viện thì nọ cái mà chân thì đau nhất. Đó, mình thấy vậy là cũng biết qua chú qua chương trình là mình cũng ở trong cái nhóm của chú á. Lần chú đăng bài là mình cũng có phần trong đó. Nên là bây giờ mình cũng có Mạnh Thường Quân, mình cũng nhờ chú là chú kêu gọi ra Mạnh Thường Quân á. Dạ. Thương tình đóng góp cho chú có chút tiền để chú đi chữa trị tái khám á. Dạ. Là như vậy thôi. Là có nghĩa là mình có một cái nhóm thiện nguyện hả chị? Không có nhóm, chỉ là bình thường là cái group hả? Không có group luôn, đấy là thấy chú đăng trên mạng á, đưa mình vô trong cái nhóm cái group á. Chị là một cá nhân bình thường. Cá nhân bình thường. Dạ. Thì nên thấy như vậy nên mới nói chú Hùng đây. Đúng rồi. Để liên hệ với một số anh em nào mà có kênh truyền thông để giúp đỡ dạ, chú ha rồi, dạ. Qua cái trang mạng để cộng đồng mạng thấy được cái hoàn cảnh của chú. Dạ. Phải nói là chị cũng có một cái tấm lòng rất là tốt ha cô chú anh chị. Vì thấy lần mà mình đi khám á cô thì mình tốn khoảng bao nhiêu tiền cô ha? Thì vô này là mỗi hôm trước vô là mỗi thời kỳ rồi hình như gần Tết á là hai mấy triệu á. Vô là phải ứng là 5 triệu hoặc 10 triệu rồi cái ứng để mà vô máu đó, tại mỗi không đủ nó yếu ra. Yeah. Rồi phải vô máu này kia nọ đồ chứ cũng đâu có đủ sức. Rồi vô nước nữa. Cái đó là lúc mà bị bệnh đúng không? Lúc mà nhập viện đúng không? Lúc mà nhập viện. Còn bây giờ mình đi khám thì sao? Đi khám hàng tháng á, luôn khi mà bác sĩ yêu cầu á thì tốn khoảng bao nhiêu cô? Mấy chục lận đó, mỗi lần vô là mấy chục á. Mấy chục triệu hả? Dạ. Đi khám bao nhiêu dữ vậy? Đi khám tại vì thuốc men với ổng không có máu, thiếu máu đó. Mỗi lần đấy là vô máu hoài luôn với vô nước nữa. Cô có cái những giấy tờ tới khám gần đây không? Còn giữ không cô? Tới khám con nghĩ là đâu tới mà mấy chục triệu dữ. Ứng là tại vì máu. Dạ, vô máu nữa hả? Mỗi lần tới khám là phải vô máu nữa hả? Vô máu lần cũng mười mấy hai chục bịch vậy đó. Vậy, mỗi lần tới khám á hả? Dạ. Không phải hôm trước là vô tái khám để là mổ, vì từ mổ đó là dạ. Mỗi lần vô là phải mổ đó. Dạ. Cho nên bỏ lung tung với bỏ đâu thì hiến nội tạng nha, đây có đây hiến nội tạng. Là sao cô là ông có đi hiến nội tạng luôn. Chú là Nguyễn Văn Hiếu ở Bình Chánh, Hồ Chí Minh, là người tự nguyện hiến thi hài sau khi qua đời cho y học năm 2019 hả? Đây cô chú anh chị. À, đây là cái giấy chứng nhận của này Bệnh viện Đại học Y Dược ha. Chú cho con hỏi ha, vì sao chú có lại cái suy nghĩ là hiến thi hài sau khi mình mất á? Hiến xác á, hiến nội tạng á. Hiến cho hả? Dạ đúng rồi, vì sao mình có suy nghĩ đó à? Cái đó là nay cũng phải là năm 2019 á. Nay cũng năm 6 năm gì đó. Dạ. Chứ không phải mới đây đâu. Dạ dạ, mà vì sao mình lại có suy nghĩ đó à? Tại vì á là tôi thấy rằng mình lớn tuổi rồi mà mình chấm bao nhiêu thôi, bây giờ mình chấm tới đây cũng đủ rồi, còn bao nhiêu nữa mình chấm được tiếp thì mình chấm không được thì mình để cho những đứa em khác nó thực hiện, mình hiến không có sao hết. Dạ. Có nghĩa là chú là muốn như vậy ha, muốn cho cái nền y học nó phát triển. Dạ. Rồi sao? Lâu lắm rồi. Lúc đó là chú tự động đi làm giấy tờ luôn hả chú? Lúc đó là mình tự động mình đi làm giấy tờ luôn ha. Tự động đi làm ăn á hả? Làm giấy tờ hiến xác á. Làm bản thân tôi đi chứ đâu có ai đi. Dạ. Mình à. Đi của mình luôn. Dạ. Rồi bây giờ tôi lấy xe đạp cọc cạch đi xe đạp. Tôi đạp xe đạp từ đây mà tôi đạp nhau qua tốt bên đường Nguyễn Trãi rồi lên cái Đại học Y Dược á. Dạ. Tôi cũng quên tên đường gì đó. Dạ, đường Hồng Bang. Dạ. Tôi thấy đăng cái bảng đó là tôi mới vô, tôi hỏi thăm. Người ta nói chỉ tôi làm như vậy. Dạ.
Đó, cô chú anh chị. Cũng lâu rồi chứ không phải mới đây. Dạ, con thấy thì cái giấy tờ là năm 2019. Muốn cái sự việc nó sáng tỏ hơn một chút xíu thì để cho cô chú anh chị mình thấy được ha. Những cái giấy tờ. 20 triệu 400. Đâu? 24 triệu. Đúng rồi. Cái này là cái những cái phiếu như là ở bệnh viện phục hồi chức năng điều trị nghề nghiệp này ở quận 8 ha. Cái này 8 triệu. Này tháng 12 năm 2023 là lúc đó là chú phải nhập viện á. Cái giấy này là giấy nhập viện nè, giấy lúc mà chú bị tai nạn. Cái này là 13 triệu. Cái này là vào ngày 16 tháng 2 năm 2024, cũng gần đây nhất này cô chú anh chị. Bữa nay mới tháng 4 rồi. Đúng rồi, gần đây nhất là 13 triệu 400, 600. Chú phải mất hết 13 triệu 600 mấy nè. Là gần đây nhất là ngày 16 nè ha. 16 tháng 2 năm 2024, bữa nay tháng 4 là 2 tháng rồi. Là cách đây 2 tháng thì chú phải vô máu nè, xét nghiệm nè, truyền dịch nè, phẫu thuật nè, siêu âm nè, và tiền phòng. Đó, thì nó tất cả đều là bệnh viện phục hồi chức năng điều trị nghề nghiệp ở quận 8 á. Cái này cũng là 7 triệu. Là 16 tháng 2 năm 2024. Cũng 26 luôn. Ồ. Vậy là hai phiếu này á. Hai phiếu cùng một ngày. Hai phiếu cùng một ngày, một phiếu 13, một phiếu 7 là 19, gần 20 triệu nữa ha. 20 triệu mấy rồi. Sau tất cả đây là thuốc, dụng cụ truyền dịch, xét nghiệm và phẫu thuật, phòng và siêu âm. Đúng rồi, cái này chỉ cùng 8 thôi nha, còn 15 thì không có bảo hiểm, giờ không có lạc đâu rồi. Tại vì chú đây không có bảo hiểm nên số tiền nó cao ha. Bảo hiểm. Hàng ngày là chú phải băng tả như vậy đó hả cô? Băng tả đó, mới mua về 2 cây. Băng tả gì suốt luôn hả? Từ khi mà bệnh tới giờ luôn. Từ hôm 13 tháng 11 tới nay mà suốt luôn, tại vì không có đi đứng gì được đâu. Rồi xong rồi không có đi vệ sinh. Dạ. Phải vệ sinh lau chùi như kia nữa. Đi đổ thức tiểu này kia rồi là tôi làm hết. Dạ. Yeah. Mỗi ngày lau, mình lau mẩy vậy nè. Thì đó sáng vệ sinh xong rồi đó. Tổng chi phí cả đợt điều trị là 30 triệu. Tổng chi phí. Rồi. Tổng chi phí khám bệnh thì tôi là 30 triệu. 30 triệu 200. 72. 72 nghìn. Tạm ứng 20 triệu. Hai chị em ruột nương tựa lẫn nhau ha. Đó thì tôi lo cho nó, giờ tôi té nè. Chú đây bị bệnh mà cô thì phải chăm sóc ở nhà. Vậy thì tiền sinh hoạt của mình thì sẽ dựa vào cái nguồn nào cô? Từ đâu? Có cô bác cho. Cũng như mấy cái này mình mua người ta cho chứ nhà cũng có gì hết trơn á. Tất cả đều là Mạnh Thường Quân cho hết luôn hả? Đỡ á. Rồi ăn uống hay nè. Cô cũng chưa cũng xin cơm này kia nọ sắp về rồi cổ cũng mua thịt mua đồ đem cho ông ăn đó. Dạ. Chứ tôi đâu có tiền chở búa gì đâu. Dạ. Còn cái cô kia thì từ nhà không có rồi lâu cô cũng phụ chức bệnh tại cổ với con nhỏ đó. Khi lâu lâu thì tôi không có thì cô kẹt cô ứng lên cô cho ứng mượn vậy đó. Dạ. Anh thấy hoàn cảnh khó khăn lắm rồi trong trong cho chị. Tại thì có mấy anh chị cũng gửi để hỗ trợ cho cô cả nhà. Cảm ơn. Dạ. Dạ. Rồi thôi thì bây giờ như vậy ha cô chú anh chị ha. Con nói với cả nhà mình như thế này. Thì tụi con cũng biết qua được nhờ chú Hùng đây thì cũng gieo duyên muốn tới để ghi hình giúp đỡ cho chú. Thì bây giờ cái video này cho phép tụi con đăng lên mạng xã hội để cho cộng đồng mạng trong và ngoài nước thấy được cái hoàn cảnh của mình khó khăn, thật sự là khó khăn. Thì cô chú anh chị mình có phát tâm, giàu lòng nhân ái phát tâm và cũng như là dang rộng vòng tay ra thì giúp đỡ mình được chút nào hay chút đó. Thì cho phép con đăng lên để chia sẻ ha. Rồi sau khi mà ví dụ như trường hợp mà có cô chú nào phát tâm thì con sẽ quay trở lại để tìm gia đình mình và giúp đỡ gia mình, gia đình mình ha. Cố gắng giúp đỡ giùm chứ giờ tôi cũng khó khăn quá, giờ đưa cho nó cái cây vậy tôi ra mà bây giờ không biết sao. Dạ. Thì giờ bắt đầu là thứ ba này tôi đi khám lần nữa, rồi có gì thì dạ thì bây giờ tụi con cũng không biết cố gắng làm sao thì tụi con có những cái kênh truyền thông như thế này chỉ truyền tải đến khán giả thôi. Còn vấn đề còn lại là
phần duyên, cái duyên của gia đình mình nữa, có chạm đến trái tim của khán giả hay không, có khán giả có thấy được hay không, cộng đồng mạng có thấy được hay không, thì đó là do cái bây giờ con nói theo về Phật pháp thì cái đó là cái phước phần của mình, cái duyên của mình, chứ tụi con cũng không biết cố gắng làm sao. Như vậy là đã cố gắng rồi đó ha. À, mong gia đình mình hiểu cho tụi con, với lại cũng như là hãy cố gắng vượt qua những cái lúc này ha. Rồi ổng cũng thêm cái bệnh tim ấy, tại vô trước là không có, cái mày vô bệnh viện nó mổ nhiều lần lắm rồi, cho nên ổng giờ cũng yếu tim lắm. Dạ. Tim ổng yếu lắm, hay là mệt. Dạ. Rồi. Sao cũng cố gắng. Dạ dạ. Để rồi cho rồi. Có nhóm có ai gửi hả chú Hùng? Thì hôm nay cũng đến đây cũng trong gia đình đó, thì có con gái chất chơi nè, nó cùng với chung nhóm của em đấy chị Thư, thì nó cũng gửi cho từ từ là lo cho thiếu là 500k, 500 mình, 500, và cô Tho Phạm, cô Tho Phạm gửi cho 200, và cô Bạch Tiến, cô Bạch Tiến cũng gửi đường cho 200. Tôi cũng xin đại diện cho gia đình này cũng xin cảm ơn cô nhiều. Cô gái chất chè 500. Chất chè 500. Cô Thoa Phạm 200. Cô Thoa Phạm 200. Cô Bạch Yến 200. Cô Bạch Yến 200. Tôi cũng cảm ơn mấy cô, chúc mấy cô nhiều sức khỏe để cô giúp đỡ cho thằng em tôi, để nguyện vọng nó đi thứ ba này đi tái khám á. Rồi cái bước tiếp theo đó là chị liên lạc với bác sĩ báo với chị chừng nào đưa nếu lên. Dạ. Yes. Thứ ba này 7 giờ sáng thứ ba. 7 giờ sáng thứ ba. Dạ. Thì sáng thứ hai là bác sĩ lo bận. Đúng rồi, lập giao ban thì cái thứ ba nó sắp xếp. Là nói thứ ba là đưa nếu lên mổ luôn hả? Dạ, dạ đúng rồi. Thì vô chẩn rồi đấy, sao ta mổ luôn á. Nhưng mà dạ, như máu này kia nó đầy đủ rồi đó, là nếu mà không có thiếu máu á thì rồi thì khỏi. Còn sợ thiếu máu là phải vô máu này kia là phải chờ đợi nữa, chứ sợ vậy thôi. Mổ là để lấy cái sắt này ra. Để lấy cái sắt đó ra hả? Năm tháng 11. 13 tới tháng 11. 11 12, vậy là 5 tháng rồi. Bây giờ mổ lấy cái sắt mà dài dài ở trên ở lú ở ngoài đúng không? Lấy ra đúng không? Dạ lấy cái ra, nhưng mà bên trong thì vẫn là còn cái cây sắt, chắc có kẹp ở bên trong, có cây sắt hay kẹp. Dạ, nó cho nhẹ nhàng chút. Dạ. Xíu rồi có gì đỡ chút. Dạ. Còn nếu mà mang cái sách về thấy nặng quá ngồi vậy chứ mới không khó khăn lắm. Dạ. Không được. Dạ. Trước đây chống được cái bụng mà lỡ tới cái bụng luôn á. Dạ. Bác sĩ mới lại tháo xuống, tháo đưa cái sách xuống. Dạ. Mà giờ ngồi lên ngồi xuống nữa nó động đó thì nó lên mũ. Đó. Dạ. Ngày hai ba ngày nay là mũ nó khô. Đó. Mà ngồi nhiều đó nó vậy đó. Dạ. Vậy là sáng thứ ba chị Tư cố gắng đưa cho thiếu đi nha. Dạ. Ví dụ không có ai thì cô cố gắng. Dạ. Chị phải nhờ người. Phải đi chứ. Còn phải nhờ người để đưa thiếu đi. Trong bước điều trị tiếp theo nha chị Tư nha. Dạ. Rồi. À, thôi thì con cũng không biết nói gì hơn. Thì chúc cho gia đình mình có đầy đủ nghị lực và đầy đủ sức khỏe để giúp cho chú trong cái thời gian sắp tới ha. Và còn phần còn lại thì hy vọng cộng đồng mạng của chú anh chị mình ở trong và ngoài nước thấy được cái hoàn cảnh của gia đình mình, ủng hộ giúp đỡ mình trong lúc khó khăn như thế này ha cô ha. Rồi còn cảm ơn gia đình mình ha. Cộng đồng mạng cũng giúp đỡ cho tôi, chứ giờ tôi không biết sao giờ muốn đi làm thêm mướn này kia nọ không đi được. Dạ. Đó tôi không dài, tôi tính đi bán cái số á, và đi thì bỏ nó nhà. Cái bữa tôi nấu cơm tôi để đây nè, mấy chú đi ngang tưởng là cúng. Dạ. Lúc mà hồn nó không có, tôi để tôi đi, tới dự định mà mình đi bán số á. Dạ. Mà chân thì cũng đau quá, hàng đi đâu được hai ba bữa rồi đi về. Dạ. Bởi vậy bên nay thì bên đây cũng hay nấu cơm, nấu rứa xác, mua đồ ăn xác cho chúng nè. Dạ. Người ta cũng giúp đỡ nhiều lắm. Vòng vòng rồi kia, trưa 11 giờ đem cơm vô cho cũng đỡ. Dạ dạ. Rồi, vậy hả con ha?